À, chào các bác nhé. Hôm nay dành rỗi thì em sẽ chào bán một bác bộ bộ mic bãi còn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện, vít viếc là chưa có tháo gì hết, vít đầu rọ tháo cũng chưa có tháo, bật phát là ăn luôn. Đây đây là tai mic màu trắng ngọc trai duy nhất nhé. Có hai bộ thì có một bộ em bán mất rồi, đây còn bộ em bán lốt màu trắng ngọc trai duy nhất, rọ inox, rọ zin nhé, tất cả là zin hết. Đấy, màu trắng ngọc trai. Thì đây là một trong những bộ mic bãi mà em đánh giá cao ở cái lô mic này. Thì độ nhạy nó còn rất là cao, tức là nó còn rất ít dùng. Một bộ mic bãi ít dùng thì độ nhạy còn cao. Đấy, có thể dùng như và tất nhiên là độ nhạy còn cao thì sóng nó cũng sẽ rất là tốt. Đấy, tay mic đây. Bộ này nó có mã C9 nhé. C9 thì mở tay mic này. Nằm bởi em kết nối sẵn rồi. Đây đầu thu chính, đầu thu ở trên này. Đầu thu này em để đầu thu của 3300. Hai dòng này bắt được đầu thu của nhau. Alo, 1, 2 1, 2, 3, 4, alo. Với những bộ mic như này, nó còn nguyên đang gì như này thì bác có thể mua về sử dụng gia đình và những sự kiện nhỏ vẫn rất là ok. Đấy, thì những cái sản phẩm em bán ra cam kết các bác là xịn, zin và chất lượng còn tốt thì em bán cho các bác để dùng. Đấy, bác nào có nhu cầu mua bộ mic này thì liên hệ với em số điện thoại là 0988 322 626. Trong quá trình vận chuyển hoặc là ship code thì các bác có thể được kiểm tra hàng và thử hàng trước khi phải trả tiền. Đấy, đây là quan điểm bán hàng của em từ trước đến giờ. Em bán không quá nhiều loại mic nhưng mà những sản phẩm em bán ra đều cam kết là chất lượng. Chất lượng cả về linh kiện và chất lượng cả về giải âm. Đấy. Xin chào các bác nhé. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên. Em chỉ có một bộ duy nhất thôi.